Lời đầu tiên, chương trình Sài Gòn Go Ngọc Diệp xin trân trọng chào đón quý cô bác anh chị gần xa thân mến. Rồi, Sài Gòn Ngọc Diệp chào em. Dạ em chào hai anh. Rồi, hôm nay trở lại với chương trình thì cũng là Ngọc, Ngọc và Ngọc, 37 tuổi. Thì cũng tìm hiểu giao lưu với các anh mà thích Ngọc. Với lại là biết được cái tâm sự của Ngọc. Khi qua những cái video mà tụi em đăng từ đầu cho tới cuối, từ lúc mà Ngọc lên chương trình cho đến là về nhà Ngọc và cái câu chuyện của Ngọc xoay quanh nhà Ngọc, thì mấy anh cũng rất là thương cảm và cũng muốn lên chương trình để giao lưu với Ngọc, để tìm ra cái điểm chung và cho Zalo và số điện thoại để nói chuyện với nhau. Thì trong quá trình tìm hiểu đó thì không biết Ngọc như thế nào, thì hôm nay lại Ngọc lại trở lên chương trình thì Sàn Go cũng không biết, cho nên là hôm nay là Sàn Go với Ngọc Diệp sẽ hỏi thăm Ngọc coi tại sao hôm nay Ngọc lại lên chương trình với một cái diện mạo mới mà lần này không biết nó sẽ như thế nào đây. Rồi chào em. Dạ. Em giới thiệu lại khán giả đi, em tên gì, bao nhiêu tuổi, đến từ đâu? Dạ em tên là Kim Ngọc, em 37 tuổi, em đến từ Tân Trụ, Long An. Hôm nay anh thấy là gương mặt của Ngọc nó hơi khác khác xíu, chắc là lạnh hay sao, em có tí xíu son phấn gì nè, phải không? Dạ thì hôm nay á, thì một ngày em cũng rất là bận rộn, nhưng mà em cũng sắp xếp em qua đây, em mắc đi đám cưới cháu bà con, với lại hôm nay cũng là sinh nhật con em. Dạ, đám cưới cháu bà con cũng là hôm nay sinh nhật con em. Nhưng mà bây giờ cái điều quan trọng lên đây với tụi anh nè, có ý gì hay không nè, hôm nay em lên đây lý do gì lên đây? Dạ thì em trước tiên thì em cũng xin cảm ơn các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em để em vượt qua khó khăn. Thì hôm nay thì cuộc sống của em nó có phần là hơi tạm ổn, cũng có chút khởi sắc, cho nên là em đến đây nhờ hai anh cho em gửi lời cảm ơn các mạnh thường quân và gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các mạnh thường quân đã giúp đỡ cho em. Anh thấy không phải là chỉ lên mà cảm ơn gì không đâu, còn cái điều sâu xa phía cuối nữa. Rồi mấy lâu nay thì mấy anh lên chương trình đó giao lưu với em đó, em thấy sao? Dạ thì nói chung mấy anh cho em cơ hội giao lưu thì em cũng hiểu biết thêm được phần nào, nhưng mà thực tế thì nó cũng không như vậy đâu anh. Thì em muốn lên em muốn nói đôi lời với mấy anh đã giao lưu cùng em. Trước tiên thì em xin cảm ơn các anh đã tới đây để gặp em, cho em thêm một chút niềm tin và nghị lực. Thì qua bao nhiêu bình luận em đã đọc hết, và em cảm thấy là mình còn nhiều khó khăn thì em cũng biết vậy, nhưng mà em cũng xin mấy anh thông cảm là em, con em còn nhỏ. Khoan, chuyện con còn nhỏ dừng đi. Bây giờ em nói em đọc hết bình luận đúng không? Em biết anh có bao nhiêu cái bình luận mà em đọc hết chưa? Em đọc cả ngàn cái bình luận á. Cả ngàn cũng... cái luôn hả? Gì dữ vậy? Em biết là anh với Sàn Go với Ngọc Diệp á là đăng biết bao nhiêu kênh không? Em coi chắc cũng được bao. Hiện tại là rất là nhiều người gọi tới cái chương trình ha, cũng muốn giao lưu với em, nhưng mà tụi anh á thì lựa ra những người nào mà đàng hoàng để cho em phù hợp. Thì cũng có một số anh thì cũng lên chương trình thì người này đủ tuổi, đủ tiêu chuẩn của em, còn người kia thì cũng không đủ, cũng nói vài tiếng thì cũng đi thôi. Thì để qua đó thì anh muốn là hỏi thăm những cái người đó, cái tính tình người đó như thế nào, em thấy là có phù hợp hay không. Nếu mà không phù hợp thì em nói coi câu chuyện kia từ từ. Yeah. Sao từng anh? Thì em lên chương trình em cũng gặp được cũng ba người. Dạ thì cái anh đầu tiên á thì giống như ảnh nói chuyện thì thấy, mới nhìn sơ qua thì thấy ảnh cũng vui vẻ, hòa đồng, nói chuyện cũng
rất là vừa ý em, nhưng mà thực tế nó không như vậy. Khi mà xuống chương trình thì anh nói chuyện lại là một cái khác đi, làm cho em mất cái niềm tin. Rồi anh thứ hai thì nói chung anh cũng hiền, cũng điềm đạm, nhưng có cái là anh có nghe nói là một con sâu làm sầu nồi canh không? Thì giống như là em nghe thì em nghe, nhưng mà em vẫn dè dặt, vẫn trong lòng em cũng nghi nghi thực thực, em cũng không biết nữa. Còn thật sự mà nói, còn cái anh mà mới lên chương trình cùng em á, thì ảnh không nằm trong cái tầm tuổi của em thích. Thì em có nói mà em cũng trước tiên thì em cũng xin lỗi mấy anh, em cũng nói thực tế là em hôm nay em xin dừng kết nối, tại vì em nghĩ con em còn nhỏ, em cần quan tâm chăm sóc con em nhiều hơn. Rồi bây giờ là cái quyết định cuối cùng của em là dừng, để cho các anh đó, nói chung là mấy anh đó biết để mà mấy anh kiếm người khác, đúng không? Dạ. Và những người, những anh mà sắp đến với chương trình của anh thì họ cũng biết là em đã dừng. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái lý do của em nêu ra chưa đủ để em dừng. Em phải nói như thế nào? Không phải vì những đứa con đâu, còn vì những cái khác nữa, đúng không? Dạ thì em thấy con em nó còn nhỏ thì em cố gắng mưu sinh cùng con để em được con em trân trọng hơn. Thì em, khi mà con em thấy, em trưởng anh thấy là những cái công việc của em hàng ngày thì anh thấy không phải vì những đứa con, mà vì những con chỉ là một phần. Thêm một cái nữa là cuộc sống đang vất vả, khó khăn. Dạ. Mình đang kiếm tiền để mình nuôi con. Dạ. Nhưng mà anh đang thắc mắc là lý do tại sao lúc đầu là anh cũng có gặn vô một câu hỏi câu là tại sao em biết em khó khăn mà em lại lên chương trình, thì em nói ra được á là em muốn một người đồng cảm với em. Nhưng mà khi mà trải qua khoảng giao lưu được ba người thì mình cảm thấy là không phù hợp. Không phù hợp, mình cảm thấy dạng như là bây giờ mình muốn là toàn tâm toàn ý để mà nuôi cho con không lớn, rồi sau này mình mới tính cho mình hay sao? Dạ. Thì tại vì em cũng được những cô chú Mạnh Thường Quân giúp đỡ, thì em cũng không phụ lòng mong mỏi của tất cả các cô chú Mạnh Thường Quân. Ý là như vậy đúng không? Dạ. Không phụ lòng cô chú anh chị. Thì bây giờ mình muốn là nuôi cho con khôn lớn. Dạ. Rồi sau này là con nó có tương lai thì lúc đó là mình mới là người mẹ, mình mới là tiến tới thêm bước nữa. Dạ. Để mà lo cho mình ha. Dạ. Thì cái này cũng là tốt cô chú anh chị ơi, tại vì Ngọc ba đứa chứ không phải là một đứa. Thì ba đứa thì ăn uống hàng ngày cũng rất là khó khăn rồi, thì hôm nay thì cũng được một số vốn của cô chú gửi tặng cho Ngọc để Ngọc mua vé số để đi bán hàng ngày. Nếu như mà bây giờ ba đứa con mà hàng ngày mà Ngọc nuôi chưa được á, mà giờ mà kiếm thêm một anh nữa thì về cái gánh nặng nó càng gấp đôi. Dạ. Gấp 3, gấp 4 lần. Thì lúc đó thì cái số tiền Mạnh Thường Quân bỏ ra đó, nó sẽ gọi là sử dụng tiền không đúng chỗ. Cho nên là cô chú anh chị cũng thông cảm cho Ngọc. Thì bây giờ hiện tại là Ngọc không muốn quen ai nữa, tạm dừng cái kết nối tại đây, để Ngọc toàn tâm toàn ý sử dụng số tiền đó đi mua vé số, sinh sống và nuôi con. Dạ. Đến khi mà con trưởng thành rồi thì lúc đó Ngọc sẽ quay lại chương trình nghe cô chú anh chị. Dạ. Ý em là vậy phải không? Rồi thì chương trình cũng đáp ứng theo nguyện vọng của Ngọc, để Ngọc có thể là lo lắng cho con từng miếng ăn, từng giấc ngủ luôn, tại vì là những thằng nhỏ đó đang ở với Ngọc mà. Đó. Thì Ngọc có dự định sau này như thế nào không? Nghe nói là Ngọc thích nuôi gà nuôi vịt, anh cũng có quay những cái cảnh đó đó. Dạ. Thì em
buôn bán rồi em sẽ chăn nuôi để kiếm thêm thu nhập. À, Ngọc có dự tính, có nghĩ tới là sau này lỡ mà cái căn nhà quan đó mà người ta đuổi mình rồi sao? Dạ thì nếu như mà chủ lấy lại thì chắc em kiếm cái chỗ nào đó rẻ rẻ để em thuê. À, mình sẽ thuê nhà trọ ha. Rồi con mong cũng các anh thông cảm cho Ngọc, tại cũng vì cuộc sống mưu sinh. Ngọc thì lúc đầu là chỉ muốn là kiếm một người để phụ trợ cùng mình vượt khó, nhưng mà Ngọc đến tại bây giờ Ngọc suy nghĩ lại là mình sợ làm cái gánh nặng thêm cho người đó, tại vì những đứa con của Ngọc cũng còn nhỏ. Thì mong các anh bỏ qua cho Ngọc, tại vì để cho Ngọc nuôi con khôn lớn cả đã mấy anh ơi, không biết mấy anh có chờ nổi không nữa. Rồi thì bây giờ Ngọc có muốn nói gì thêm đến các anh mà mình dừng, với lại những các anh mà đang xem video để biết thêm? Dạ thì em cũng cảm ơn các anh đã tới chương trình và cho em được một cái niềm tin. Vậy tại vì em rất là mặc cảm, thì em nghĩ không có anh nào mà đồng hành cùng em đâu, nhưng mà mấy anh đã tới chương trình bày tỏ thì em rất là tự tin, cho nên là em cũng cảm ơn mấy anh. Nhưng rồi, mà em thấy em tới một mẹ ba con vậy mà mấy anh mà cũng còn rất thương em mà đến chương trình như vậy là em rất là quý rồi đó. Dạ. Tại vì đây cũng là một cơ hội cho những người mẹ đơn thân khác để giúp cho những người đó vượt qua cái những khó khăn. Dạ. Không phải là mình có con rồi mà mình không được sự yêu quý của những người khác ha. Dạ. Phía xa xa đâu đó cũng còn rất là nhiều người vẫn đang chờ đón, Ngọc cũng đang chờ đón, nhưng mà tại con Ngọc thì nó cần cái sự nuôi nấng của mẹ, cho nên là Ngọc phải dừng ngang cô chú anh chị. Thì bây giờ là em chào quý vị khán giả, anh kết thúc luôn đi. Dạ thì em xin chào tất cả anh chị cô chú cộng đồng mạng, chúc tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng một lời chúc sức khỏe tốt đẹp. Em cũng xin nhắn gửi đến mấy chị đang làm mẹ đơn thân, thì hãy mạnh dạn lên tìm một nửa hạnh phúc cho mình. Nói vậy chứ để mấy mẹ đơn thân có cố gắng lên chứ không? Dạ. Không phải chỉ riêng mình Ngọc, tại vì Ngọc ba đứa con nhiều quá, cho dạ, nên là Ngọc phải suy nghĩ lại. Còn những mẹ đơn thân một con hai con mà cái cuộc sống mà thoải mái thì nó lại khác nữa, phải không? Dạ. Thôi bây giờ em cũng cố lên, thì cuối chương trình Sài Gòn một dịp cầu chúc cho cô chú anh chị được một ngày hạnh phúc tràn đầy nhiều năng lượng, chúc cho Ngọc được ấm no với lại con trong những Tết này ha. Rồi chào Ngọc nha. Chào khán giả.